Rất vui khi anh em đã quay trở lại với K9, và trước mặt anh em là chiếc TE2 Medium, hay gọi tắt là MED đi. Anh em hay gọi chữ viết tắt là MED là MED. Thì chiếc TE22 này ấy, mình nói thật với anh em luôn là nó có một cái lịch sử gắn liền với lại cộng đồng gốc Việt Nam của chúng ta vào những năm 2015. Cái chế độ Rampage ấy, chế độ tên tiếng Việt là săn sắt thép thì phải, nếu mình nhớ không nhầm thì hồi đấy dịch là săn sắt thép. Thì cái chế độ đấy là không biết là bao nhiêu anh em ra đảo khỉ nhỉ. Nếu anh em nào biết những cái lịch sử về vụ ra đảo khỉ đấy thì đừng quên bình luận phía bên dưới, bởi vì mình cũng chỉ là người đi sau thôi, mình cũng phải là các bô lão. Quay trở lại với chiếc TE2 MED này, thì vào năm 2016 chiếc xe này đã bị lớp đi một vài thông số như sau. Mình có thể kể liên quan nó đến về cái khoảng thời gian nạp đạn này, xoay xe, xoay tháp, và không biết có liên quan đến giáp không nhưng mà mình không nhớ. Nhưng mà rất là may cho chiếc TE2 này, vào năm 2021 bản update 1.12, chiếc xe này đã được búp lại một chút để cứu vát những cái gì còn sót lại trên chiếc TE2 MED và lém vào trong sợi đen 2021. Thì cái thông số búp ấy thì mình sẽ để ở trên màn hình như sau. Rồi, quay trở lại với chiếc TE2 MED của chúng ta. Đây là tăng hạng trung cấp 10 của Liên Xô và chỉ có thể kiếm được ở cái chế độ đấy thôi. Nhưng mà năm ngoái thì kiếm được ở chợ đen nhá. Một cái giá cũng khá là đắt đấy, mấy chục triệu bạc cơ. Mình nhớ không nhầm thì có anh em đấu giá đến 40 triệu thì phải. Chắc là vậy. Chiếc xe này thì được gán vai trò là tăng hạng trung tấn công, thế là đồng nghĩa với việc là vai trò của nó khá là giống với chiếc Object 907. Tuy nhiên, mình không đánh giá cao chiếc TE2 này đâu. Mình khẳng định với em luôn, chiếc TE2 này khó có thể sánh bằng với chiếc 907. Nhiều anh em cứ gọi là tôn vinh chiếc TE2 MED lên, nhưng mà mình nói thật 907 thua xa 907. Chứ không thì chiếc TE2 MED đã được vác vào trong Clan War. Rồi, quay trở lại với chiếc TE2 thì mình có đặt cạnh với chiếc 907 ở đây. Về khẩu pháo thì chiếc xe này sử dụng khẩu pháo cùng với chiếc 907 nhá. Nếu mình nhớ không nhầm thì khẩu pháo này là khẩu pháo cũng sử dụng trên chiếc 907. Đây, Object 907 đây. Tuy nhiên, thông số của hai chiếc xe này lại khác nhau một chút. Thứ nhất là quá trình lạp đạn. Đấy, khác nhau này. Chiếc TE2 của chúng ta lạp đạn chậm gần 1 giây so với 907. Đấy, anh em lưu ý cho mình nhá. Về tốc độ quay của tháp pháo thì 907 nhanh hơn, hạ nòng với lưng lòng như nhau, thời gian ngắm 907 nhỉnh hơn, cả kẻ phân tán cũng nhỉnh hơn. Đấy, thế anh em thấy chưa, làm sao mà chiếc TE2 MED ăn được 907? Anh em nói về bộ giáp á, khả năng sống sót á, này nhìn số máu này 1.900 này, bằng với chiếc 40, thua 100 máu so với 907. Và chắc chắn rằng anh em sẽ bảo là bộ giáp sẽ vớt vát được TE2 á, không có chuyện đấy đâu. Tí nữa chúng ta sẽ qua tăng SGG để xem là cái bộ giáp của TE2 MED nó thực sự là như thế nào. Về độ cơ động thì có vẻ như chiếc TE2 MED sẽ tăng tốc nhanh hơn so với chiếc 907, nhưng xoay xe thì chiếc 907 lại nhỉnh hơn, khả năng ẩn giấu của 907 cũng nhỉnh hơn. Đó, tính tổng thể thôi thì 907 đã nhỉnh hơn ăn đứt TE2 MED một vài điểm rồi. Bây giờ qua tăng SGG một chút nhé. Ở tăng SGG thì độ ổn định đồng pháo khi di chuyển xoay xe và xoay tháp là như nhau, 0.12. Về bộ giáp thì là giáp thân là 180-80, 230 phần tắp pháo, 170 hai bên và 140 đằng sau. Và đây là 3D model của chiếc TE2 Medium. Anh em thấy rằng là bộ giáp của nó là vắt chữ V, và anh em cảm thấy rằng là khá là giống 907 đúng không? Bởi vì cũng kiểu như chữ V như thế này, nhưng chữ V của TE2 lại là chữ V mũi giáo, chứ không phải là chữ V theo kiểu vòng tròn, vòng cung. Mình đã nói rồi, 907 giống như là phiên bản thu nhỏ của 279E đấy. Nhưng TE2 MED thì nó là sự kết hợp của mấy cái con tăng hạng nặng mà có mũi giáo ấy. Đây anh em nhìn này, mũi giáo của TE2 MED đây này. Đấy, nhìn chưa? Thì khi mà chúng ta đứng trực diện với TE22 thì không có hiệu quả là bao đâu, chỉ khoảng 222mm là căng. Đặc biệt hơn khi mà anh em side clip trên chiếc TE2 MED này, anh em còn kém hiệu quả nữa, chỉ dưới 200mm, khoảng 190mm thôi. 907 khi side clip ấy, nếu anh em nào mà xem lại video 907 cách đây khoảng một tuần ấy, thì 907 của chúng ta khi side clip nó còn hiệu quả trên 200mm, mà TE2 chỉ có 190 thì làm sao mà có thể ăn lại được 907. Chiếc TE2 này chỉ có gọi là đánh lừa kẻ địch một chút ở phần gầm thôi, bởi vì phần gầm của chiếc TE2 này nó theo cái kiểu kim cương và nó hiệu quả khá là cao, nó còn khỏe hơn cả phần thân trên. Nhưng bây giờ chiếc TE2 của chúng ta khá là thấp thì họ ngắm vào phần gầm của anh em làm gì? Họ bắn thẳng vào phần má của anh em luôn. Mình có thể khẳng định như vậy. Cho nên phần gầm này nó bây giờ nó không đánh lừa được nhiều người nữa rồi. Hồi xưa cái thời 2015, 2016 nhiều người còn chưa biết đến tăng SGG hay là ngắm điểm yếu như thế nào,
thì họ còn bắn vào gầm. Đấy. Rồi, về phần trực diện, phần tháp pháo thì cũng được. Mình nói thật là mình thích cái tháp pháo của chiếc T22. Vì sao? Bởi vì cái cục U của nó chìm xuống. Cục U của chiếc T22 nó chìm xuống, nó không lồi, cho nên là mình cũng khá là thích cái tháp pháo của chiếc T22. Cho nên là coi như là cứu vát được cái phần thân. Đấy. Có giáp rỗng, side grip thì cũng nghiêng tốt, ok. Nói chung là không thể ăn đứt được phần thân của 907 đâu. Anh em đừng có thần thánh hóa chiếc T22 này nhé. Về đồ chơi của chiếc T22 thì mình mang khá là truyền thống, y hệt như 907, đó chính là quạt thông nòng và ổn định dọc. Anh em thích chạy nhanh hơn, mang nitro. Anh em thích sống sót lâu hơn, mang bộ gia cố. Anh em thích xoay trở tốt hơn, mang xoay trở để thay cho quạt. Hoặc là thích tự soi tự bắn thì mang kính. Nói chung là anh em mang cái quạt này thôi, mang thêm đồ ăn và làm anh em và trinh sát hay là tăng tầm nhìn thì cũng đạt được kha khá rồi. Đây, nếu mà mình quay trở lại kíp lái của mình thì tầm nhìn của mình đã 463 rồi, cho nên là mình cũng không nhất thiết phải mang kính trên chiếc T2 làm gì, bởi vì nó là tăng hạng trung tấn công mà, chúng ta sẽ đánh cận chiến. Bây giờ sẽ đến với những trận đấu mình bắn trên chiếc T2 này để xem thực sự hiệu suất của nó là như thế nào. Mình hiểu là hồi đấy chiếc T2 medium của chúng ta ấy so sánh với lại nhiều chiếc xe tăng hạng trung của Liên Xô thì đúng là nó là xe tăng hạng trung cấp 10 tốt nhất thật. 40 hồi đấy đã búp đâu, T6EA thì lèo tèo. Còn 430 thì chưa chuyển sang 430U thì đúng là T2MS nó ăn đứt mấy con đấy rồi. Sau này thì 907 nó mới vào. Chưa kể thì T22 bị cái phốt là ông nào chơi là sẽ tố cáo và ra đảo, nên là có ai chơi nó nữa đâu. Anh em sẽ rất là hiếm khi gặp chiếc T22MS này. Và mình có thể tiết lộ một chút là chiếc T22MS ấy nó là phải lấy được ở chế độ Rampage. Và cái chế độ đấy ấy nó làm như là nhiệm vụ cá nhân ấy. Nó rất là khó. Nó rất là khó anh em ạ. Nó rất là nhiều nhiệm vụ anh em phải làm. Nhưng một kết quả mà EQ vô cực của cộng đồng Việt Nam của chúng ta là cùng nhau bắt tay làm nhiệm vụ, gọi là bót cho nhau ấy, bót đam, bót nhiệm vụ cho nhau. Tất nhiên mình nhớ không nhầm thì các ông Việt Nam của chúng ta là bót vào buổi tối, cho nên là đến 1, 2, 3 hay thế nào ấy, thế là vào cùng với nhau thì là bót được. Nhưng mà chỉ vì một thanh niên dũng cảm tố cáo với cô Minh là kha khá, anh em phải ra đảo khí 30 ngày, ngang tầm với lại bị ban khỏi Clan War nhờ. 30 ngày là bằng thời gian Clan War, vi phạm Clan War đấy. Được rồi, đây là những trận đấu mình cầm đầu tiên trên chiếc T22 này. Và mình nói thật là mình hơi chủ quan với cái bộ giáp của chiếc T22. Mình cứ nghĩ rằng là kẻ địch chắc không biết điểm yếu của chiếc T22 đâu, cứ bắn vào gầm, thế là mình có thể chặn được một chút. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đó là sai lầm của mình. 907 thì mình còn chơi theo kiểu hổ báo được, nhưng mà riêng T2MS thì thôi, mình xác định là chơi như trước 40. Nhưng mà nếu mà tính ra thì so sánh hiệu suất giáp của 40 thì T2MS hơn hẳn một chút thật. Mình khẳng định là chiếc T2MS hơn hẳn giáp của 40 thật. Đấy. Vì sao? Bởi vì có giáp rỗng hai bên, thân vắt chữ V. Đấy. Đây là cái tình huống mà mình khá là chủ quan khi mà tấn công. Mình cứ tưởng là trên đồi chỉ có KBZ 50 tấn thôi, nhưng mà ai đời đâu, ngộ ra ông VZ55. Ông ấy còn sử dụng đạn vàng nữa. Ngoài ra thì cả chiếc STNBK. Đấy. Cho nên là thôi, sau cái loạt đạn mà từ trước VZ55 và STNBK là mình biết là ôi thôi, bộ giáp của T2MS cũng chỉ làm cảnh thôi, tận dụng không tốt thì cũng vỡ mồm. Cho nên là thôi mình rút chạy anh em ạ. Mình cắp đuôi chạy ngay. Sợ lắm. Đây, mình có thể cho anh em xem là cái bộ giáp của chiếc VZ55, à T22, VZ55 bắn bình. Đây, anh ta sử dụng đạn vàng bắn trúng phần gầm của mình. Còn chiếc, hình như chiếc STNVK bắn đâu nhỉ? À đây, anh ta đục ở phần thân trên, đây, cái phần má của mình cái này. Phần má của chiếc T2MS thực sự là kém hiệu quả. Mình nói thật, kém hiệu quả hơn 907 nhiều. Cho nên là anh em đừng sai grip trên chiếc T2MS này. Hãy đánh trực diện nhá, kiểu như là đâm thẳng trực diện thì còn ok chơi được. Hoặc là kẹp hông. Tí nữa mình sẽ có một cái kẹp hông cho anh em xem. Đấy, cái kẹp hông đấy nó sẽ giúp anh em ở một vài tình huống. Rồi, quay trở lại với trận đấu thì chiếc VZ55 vừa tấn công chiếc 704 bay màu rồi. Anh ta đang có ý định tấn công lên trên này. Rồi, một viên chặt xích chiếc VZ55 và anh ta cũng đã bay màu luôn. Úi dồi, à đẹp luôn ạ. KBZ thì vừa bắn rồi, T30 cũng vừa bắn rồi, cho nên là mình có thể chạy ra bắn chiếc KBZ 50 tấn. Nhưng mà có một điều anh em phải lưu ý cho mình rằng, lưu ý như thế này nhá. Thời gian nạp đạn của chiếc xe này chậm hơn 907 một giây, đồng nghĩa với việc nó sẽ chậm hơn 410 và cũng chậm hơn K91 đấy. Anh em ạ, nó sẽ chậm hơn 410 và chậm hơn K91 khoảng 1 giây. Cho nên là khi mà anh em định đối đầu với những kẻ địch như là 40 hay là 907 ấy, thì phải lưu ý cho mình là họ sẽ bắn nhanh hơn anh em. Được rồi, trong cái thời gian này thì mình đang bắn những kẻ địch ở vị trí này. Ok, khá là tốt.
tốc độ bay của đạn là bao nhiêu ấy nhỉ? Có bằng 9.7 không gì? Ui, 1535 mét trên giây cơ. Được. Nói chung là được. Vận tốc gần 1600 cũng ok. Rồi, mình sẽ trực phát đạn này nữa vào chiếc T-54. Cũng được, bắn cũng nhanh đấy. Nhưng mà nói thật nhá, thời gian nạp đạn như vậy ấy, mình cầm chiếc STB ấy, solo thiệt hại với chiếc T2MS này ấy, có khi ăn đứt anh em ạ. Mình chia sẻ thằng thật, ai đời đâu một cái khẩu pháo 100mm mà nạp đạn chậm hơn 1 giây vậy không? Bó tay. Mà trước đấy nhá, trước bản 1.12 chiếc xe này thời gian nạp đạn của nó hình như là 8.1 đấy. 8.1 giây thì phải, chứ không phải là 7.5 giây đâu. Mình nhớ là thời gian nạp đạn cơ bản trước bản update 1.12 búp cho chiếc xe này ấy, là 8.1 giây cho một viên 320. Đùa tôi à? Sau này mới được búp lên 7.5 giây cơ bản. Ai đời đâu bắn 8.1 giây cho một viên 320 sát thương không anh em? Dù là tăng hạng trung tấn công đi nữa nhưng làm sao mà có thể chấp nhận được trên một khẩu pháo 100mm như thế này. Rồi, bên địch thì chỉ còn 3 người thôi và họ đang chiếm căn cứ 3. Hay quá, STRV đã bay bầu và trước mặt mình là chiếc Badger. Hy vọng cái pha đạn này của mình sẽ bắn xuyên gầm chiếc Badger và khá là may mắn cho mình. Rồi, một pha moonshot rất tốt. Badger đã bay màu. Đồng thời thì chiếc T-54 cũng bay màu luôn. Có thể thấy rằng là chiếc T-54 với cái việc là mình mới khởi động trận đấu với nó khoảng vài trận ấy, mình cảm thấy rằng là chạy cũng được, tăng tốc được, duy trì tốc độ 55 km/h ổn. Bộ giáp thì chưa kiểm chứng được. Cái độ ổn định nòng pháo cũng như là khả năng chính xác ấy thì mình thấy ổn. Bắn được, bắn xa được. Từ nãy giờ bắn mấy viên bắn xa trúng tốt đấy. Trận đấu tiếp theo ở bản đồ Malinovka và đây là phòng cấp 8. Vì thế mình sẽ khá là tự tin khi mà chơi ở phòng này. Và mình đã có một cái quyết định khá là hay ho là tấn công thẳng cái cánh đường sông này luôn. Đấy, cái cánh mà hay chạy sang nhà nhau ấy. Đấy, thì cũng chỉ có một tăng hạng nhẹ thôi. Không biết là LT42 sẽ chạy đâu nhưng mà mình cứ chạy thôi. Phòng này còn không có pháo nữa. Thế thành ra là mình tấn công ở cánh bên này ấy, cái cánh ở dưới này này. Thì pháo nó sẽ không ném được mình quá là nhiều. Rồi mình chạy đến đây mà không bị lỗ ấy, chứng tỏ LT42 bên đội địch ấy chạy sang cánh bên kia rồi. Và mình đã nhìn thấy chiếc AMX. Oh, một pha slap shot mà không bắn xuyên ạ, hơi đen. Rồi với việc là chiếc AMX M449 là tăng hạng nặng cấp 8 như thế này thì mình khá là tự tin để giao tranh với anh ta. Rồi, một viên bắn vào phần má thần của anh ta, khá là dễ dàng. Mình có ý định là side grip trên chiếc T2 này cơ, nhưng mà pha vừa rồi mình không hiểu lý do tại sao mình ấn sửa chữa mà mình không bay, tiện tay ấn luôn số 3, thế là pha vừa rồi nạp đạn nổ. Đấy, anh em thấy không? Side grip trên chiếc T2MS này khá là ảo. Ui, chiếc sen ông ấy cứ chắn mặt mình thế này. Rồi, pha vừa rồi lại không trúng giáp ạ, hơi ảo một chút. Nhưng không sao, mình sẽ bắn lại. Rồi, thêm một viên nữa vào gầm chiếc AMX. Mình muốn bắn vào gầm để cho đỡ bị lẩy đạn cơ. Chứ anh ta sai grip như thế, thi thoảng mình bắn vào cái phần thân của anh ta dễ bị lẩy lắm. Rồi, như vậy thì chiếc AMX anh ta nạp đạn khoảng 10 giây cơ. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ tiêu diệt được trước anh ta nạp đạn. Đúng vậy. Như vậy là chiếc AMX M449 đã bay màu. Ông Sen 1 này, chứ gì ông ấy bay còn có nửa cây. Với cái tình thế là mình đã gần như là chiếm được, làm chủ được cái vị trí K3 này rồi. Cho nên là mình sẽ tiếp tục đi gần hơn. Mình sẽ được đi gần hơn cái vị trí này. Đây, như anh em thấy thì đồng đội mình vừa báo cho vị trí này nguy hiểm thì chứng tỏ là chiếc LT42 đã chạy đến cái vị trí chiến lược D5-D6 rồi. Mình nghĩ rằng anh ta chiếm được vị trí D5-D6 rồi đấy. Trong cái tình huống này này thì mình ngồi mình spam đạn mấy cái vị trí trong lúc mình không làm gì mà. Đấy, kẻ đi cũng chưa lộ thì mình ngồi mình spam. Thì trong cái lúc mình spam đạn như này ấy, mình bắn trúng chiếc Scorpion 2 viên thì phải. Hai là một viên gì đấy ấy. Đây, trong cái tình huống này này, mình bắn trúng chiếc Scorpion 1 viên. Mình nhớ là như vậy. Còn không biết là bắn trúng ai nữa không. Nhưng không sao cả. Chiếc EBR bên mình thì đang triển khai đến vị trí D5-D6 rồi. Nãy giờ mình bắn là không lộ ấy, chứng tỏ LT-42 không ở xung quanh đây đâu. Và cũng không có địch ở xung quanh đây. Rồi. Không biết là LT-42 bên đội địch ở đâu. Chiếc CS 52 list thì đang ở vị trí trung tâm. Với cái việc là mình bắn ở vùng như này ấy, thì khả năng cao là bên mình ấy. Ô, ông xét 63 ông chết chìm cơ. Trời ơi, không làm được gì lại còn chết chìm. Đi theo mình xong ông ấy định quay về à? Hình như ông ấy định quay về, thế là ông ấy trượt chân, ông ấy rơi xuống hồ. Thế này phải tố cáo rồi. Được rồi, hiện tại thì mình đã đến được vị trí bụi này cao hơn. Vì sao?
Cái bụi này có thể quét được cái tầm bắn, cái tầm hiển thị đến cái vị trí mà chiếc LT-42 đang đứng. Đúng như vậy luôn, chiếc LT-42 đứng ở vị trí D5, D6, cái vị trí chiến lược. Rồi, một viên đạn bắn rất là chuẩn vào chiếc LT-42, tuy nhiên lấy thiệt hại hơi kém nha. 259. Khá là ảo. Không sao cả. Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. LT-432 đang có ý định móc vào để soi chỗ Scorpion và Sen 1 thì phải. Với việc là mình là chiếc xe cấp 10 mà lại đi lẻ như thế này ấy, mà lại không hỗ trợ đồng đội ở các cánh bên kia thì mình sợ là trên đồi thất thủ. Nhưng mà rất là may, rất là may là không có mình mà trên đồi mình vẫn có thể thắng được. Thì chứng tỏ là chiếc Esconquero và các đồng đội khác đang làm rất là tốt nhiệm vụ trên đồi. CS52. Rồi, trước mặt mình là TI-6E5, anh ta đã chạy về phòng thủ rồi. Scorpion G thì không biết đang ở vị trí nào, nhưng mà cứ phải bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh anh em ạ, hết sức bình tĩnh. Chơi một mình như này nhá, đi một mình như này phải hết sức bình tĩnh. Nếu mà chúng ta mà có những quyết định sai lầm ấy, khả năng cao chúng ta sẽ bị úp sọt rất là nhiều. Rồi, nếu bây giờ chiếc LT-42 mà đi lên thì mình có thể bắn được anh ta. Đúng như vậy, anh ta đang đi lên. Ui, một viên đạn rơi trúng xích luôn ạ. Tuyệt vời, và mình sẽ bắn bù anh ta một viên nữa. Rồi, thế là một viên đạn bắn trúng chiếc LT-42 đấy. Không biết anh ta sửa xích chưa. Rồi, như vậy là mình đã bắn trượt rồi. Và TI-6E5 anh ta đã quyết định tấn công mình, đồng thời anh ta cũng đã soi thấy mình luôn. Bây giờ mình sẽ cố gắng bắn anh ta. Đó là một quyết định sai lầm từ TI-6E5 ấy. Anh ta dại dột tấn công mình là sai lầm. Khẩu pháo của anh ta khó thể bắn xuyên được mình nếu không sử dụng đạn vàng. Ấy, pha vừa rồi thì mình lại bắn vào tường hơi đen. Không sao cả. LT-42 bên đội địch cũng đã bay màu. Như vậy là con mắt bên đội họ đã leo teo rồi. Pha vừa rồi thì chiếc TI-6E5 vừa soi mình. Hiện tại thì trên đồi bên mình lại có lợi thế. Và LC đang chuẩn bị có ý định soi đấy. Có ý định soi cái vùng này này. Nhưng mà không, mình quyết định là mình tự soi. Mình tự soi và mình đã nhìn thấy Leopard 1 đang ở trước mặt mình. Đấy, một viên khóa mục tiêu và slap hơi tệ một chút. Lẽ ra mình phải bắn kỹ hơn. Rồi, chặt xích chiếc Leopard 1 rồi, khá hay. Ui. Được phết à. Mình vừa chặn được một phát đạn từ chiếc WZ-11G FT kìa. Pháo chống tăng ấy. Pháo chống tăng của Trung Quốc ấy. May quá. Phát đạn vừa rồi không bay màu, không bị xuyên. Leopard 1 cũng bắn trượt luôn. Chứng tỏ bộ giáp của T2MS cũng khá là ổn, khá là ảo khi mà kẻ địch bắn xa thôi. Khá là ảo khi mà kẻ địch bắn xa thôi. Rồi, và trước mặt mình là T6E5. Rồi, bây giờ mình sẽ sai clip để bắn chiếc T6E5. Chắc chắn rằng anh ta sẽ chuẩn bị bay màu. Mình cứ sai clip như thế này thì anh ta bắn xuyên làm sao, đúng không? Cấp 10 và đấu cấp 8 thì quá là lợi thế. Đấy, anh ta có bắn trượt này. Sử dụng đạn ABCR thì dễ lẩy rồi. Rồi, như vậy là TI-6E5 đã bay màu. Lis. Một viên đạn hit không trúng giáp. Đen quá trời. Và thêm một viên đạn nữa sẽ không trúng giáp trước Ê, ông WZ-11 lại bắn trượt mình phát nữa à? Ông bắn đâu nhở? Ui, hai phát đạn hình như bắn vào tháp pháo thì phải. Có phải không nhở? Hay là bắn vào phần thân? Mình cũng không biết nữa, nhưng mà khá là may cho mình là hai phát đạn của ông ấy không xuyên. Và phát đạn này thì ông ấy bắn xuyên này. Phát đạn này thì ông ấy bắn xuyên mình. Không sao cả, mình vẫn còn nhiều máu mà. Đấy, đổ cây trước mặt. Và ông ấy bắn sau, ông ấy không lộ. Chứng tỏ ông ấy lùi lại sau bụi 15m anh em ạ. Ông ấy lùi sau bụi 15m và bây giờ là cơ hội của mình để tiêu diệt anh ta. Chắc chắn rằng là anh ta sẽ bị mình quẩy rồi. Không có độ linh hoạt mà. Đấy, chạy đâu? Bạn bắn mình xong, bạn chạy đâu? WZ. Và có một điều là mình quên mất là chiếc T2MS hạ lòng kém. Pha vừa rồi mình bị kênh xe. Rồi, Primo Victoria đang ở trước mặt mình. Một viên vào phần mông của anh ta, 281 sát thương. Rồi, pha này thì mình hơi chủ quan một chút nhưng không sao. Bây giờ mình sẽ áp dụng cái kế hoạch là kiểu như là phây hắc hay là người sát bên người. Cho nên là chắc chắn rằng chiếc Primo Victoria sẽ khó khăn có thể xuyên được mình. Bởi vì anh ta chỉ có thể hạ lòng bắn vào phần tháp pháo của mình thôi. Cho nên là khá là thú vị khi mà Primo Victoria không bắn được mình xuyên phát nào. Được rồi, trận đấu này thì mình bắn khá là tốt khi mà bắn được khoảng 7.200 thiệt hại thì phải. Mình nhớ là có hai phát đạn bắn mù, chặn được 3.990 sát thương và hỗ trợ 1.065.
một trận đấu rất là tốt trên chiếc T2MT. Đây là thành tích của mình ở trận đấu Malinovka trên chiếc TA22. Nói chung là được 7.240 sát thương, 3.990 chặn và 1.065 hỗ trợ, lấy được mờ lần đầu, huy hiệu Steelwar. Anh em thấy rằng là pha trong trận đấu này mình chặn cũng nhiều phết đấy, nên là được Steelwar, nhưng mà đây là phòng cấp 8 thôi anh em ạ. Và trong đấy có chiếc WZ thì anh ta bắn trượt mình hai viên, mình không hiểu sao lại không bắn xuyên. Hai caliber và Plaza In Arm, bởi vì mình đã mời trung đội trong trận. 1.336 kinh nghiệm gốc, thì chiếc xe này thì không cày được bạc rồi, anh em lưu ý cho mình nhé. Tất nhiên là chiếc xe này mình đã bỏ lỡ ở chợ đen 2021, cho nên năm nay mình sẽ cố gắng lấy nó cho bằng được, chứ không lấy thì phí lắm. Vác về thì cũng chỉ sưu tầm thôi, chứ mình bắn 907 tốt hơn nhiều. Mình nói thật, mình khẳng định anh em luôn, mình bắn 907 tốt hơn chiếc xe này nhiều. Mình bắn T22 cũng được khoảng đâu đó vài trận rồi thì phải. Đây, mình cho anh em xem cái thống kê của mình. Thì là 4 trận, 75% chiến thắng. Nói chung là 3.900 thiệt hại trung bình nha anh em. 4 trận, 3.900 thiệt hại trung bình. Nói chung, đây vẫn là một chiếc xe tốt. Không quá tệ, cũng không quá là ấn tượng. Nhưng nếu anh em tận dụng tốt bộ giáp của chiếc TA2 này thì nó là một cái rất là khó chịu cho kẻ địch đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video về chiếc TA2 này. Lý do mình mãi bây giờ mình làm ấy thì đó, bây giờ nó xuất hiện trong cái đợt này thì mình mới có tài khoản để làm, chứ mình không có xe này trong tài khoản chính mà. Và rất là đen là tài khoản này mình lại lấy được mở cho nó, trong khi đó tài khoản chính thì chưa có xe. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Bye bye!